Các bạn thân mến, đây là một cái ngọn đang thối nhũn này, mưa quá các bạn ơi. Đây các bạn nhìn nhé, một cái giò lan đẹp không? Đấy, 6-7 ngọn. Và nó tiếp tục đang ra lũ này, ra hết một đợt hoa. Về kia nó thấy là đang ra được mấy bông hoa cuối muộn nhé. Hôm nay là ngày 31 tháng 7 các bạn, dương lịch nhé, tuyệt vời không? Đấy, nhưng mà đợt này Hà Nội mưa quá này các bạn. Đấy, nó đang thối nhũn này, chỉ cần một ngày nữa thôi là sẽ thối mất cái ngọn này. Thì mình sẽ mang cái kéo này, cắt bỏ này đi, cắt bỏ cái đấy đi, sau đó bôi tí bôi vào thì nó sẽ khỏi, không mà cũng chẳng biết có khỏi được không. Đấy các bạn thấy không, mưa năm nay Hà Nội mưa nhiều quá, mưa tâm tã bao nhiêu ngày trời và vẫn đang tiếp tục mưa các bạn ơi. Đấy, cho nên là riêng chơi lan mà không quan tâm đến lúc mưa gió này là rất dễ hỏng. Ngọn này thì ok, mình phải kiểm tra các cái ngọn nó dễ bị thối ngọn rồi, rồi là nụ niếc nọ là mới cái nụ của nhãn tháng 8 các bạn, cả năm chờ đợi mấy năm mới ra được thuần dưỡng, mới ra được cái bòi nụ mà nó lại thối mất, mưa quá tuyệt vời các bạn. Cái này ra thì nó ra kỳ nhiều rồi. Phải tự ra kỳ bây giờ chơi thôi. Cái này tự ra kỳ. Đẹp không các bạn? Cái này cũng được 5 năm rồi các bạn nhé. Giò này được 5 năm rồi các bạn. Đẹp không? Năm nay nó ra được 6 ngọn. Riêng cái giò này ra được 6 ngọn. Cái giò này nó ra được 3 ngọn. Nhưng 2 ngọn đang rất lớn. Còn ngọn bé, còn tự kỳ nó ra. Nó ra ngọn ít thì là ra mầm ra, xong cái ngọn ít thì nó sẽ ra kỳ rồi các bạn. Dài mét mấy là nó ra hoa, nó ra hoa hết rồi nhá. Xong bây giờ nó lại ra tiếp nụ này. Sau đó là chỗ này nó lại ra kỳ. Các bạn biết tại sao nó ra hoa ít và nó ra nhiều lợt không? Tại vì là nó ít nắng. Riêng cái giò này mà nó có nắng nhiều các bạn thì là coi như là nó bung hoa cả một dãy này luôn, cả một cái này luôn. Thì đấy, tại vì là ở thành phố thì nó không được như ngoài cánh đồng các bạn, nắng nó ít lắm. Đây, như cái này nó ra hoa hết rồi này. Thì xong chỗ này nó lại tiếp tục ra này. Đấy, 31 tháng 7 mà còn có hoa để chơi các bạn nhá. Đấy, và còn cả đây cái nụ này nữa thì có đến sang tháng 8 luôn đây này các bạn. Đấy, chơi nó cũng có những cái thú vui của nó các bạn nhé. Đây thì bắt đầu thôi, mình chuẩn bị để mình lên mình cắt bỏ cái mầm này, không nó mất cái ngọn đẹp. Nó mà thối ngọn thì coi như là cái đấy là coi như xong. Cảm ơn các bạn nhé.